Ở trong bếp ăn cái gì đó? Bà nội, tụi con ăn táo thôi. Ăn táo tốt đó, trái cây ăn nhiều một chút, con gái già dẻ phải đẹp. À, đúng 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 đúng, bà nội nói gì cũng đúng. Con gọt trái táo cho bà ăn nha. Cậu dẫn mình đi gặp Dương Kha đi. Mình thấy hay là thôi đi. Cậu cứ coi như mình chưa từng nói với cậu. Dương Kha và Tinh Ngôn đấu nhau gay gắt như vậy, nếu như để dì Út cậu biết, cậu qua bên Dương Kha dễ sẽ la cậu. Tới lúc đó cậu nhìn Dương Vĩnh Chính làm thư viện cộng đồng, rồi nhìn lại bản thân cậu bất kể ngày đêm giúp Dương Kha dành tiền, cậu cũng sẽ trách mình. Nếu Dương Kha thật sự dẫn mình đi kiếm ít tiền bất kể ngày đêm, mình sẽ cảm ơn cậu. Tử Nam Tôn, mình muốn nhắc nhở cậu nha. Mình biết bây giờ tại sao trong đầu cậu toàn là tiền, nhưng mà người khác không biết. Dương Vĩnh Chính, giáo sư Đổng, dì Út cậu, bọn họ đều không biết. Nếu ngày nào đó họ biết được thì sẽ hiểu lầm cậu. Mình không nghĩ nhiều được vậy. Sau khi trả số tiền đầu tiên, tiếp theo chủ nợ sẽ tin tưởng mình sẽ trả tiền, và cũng có năng lực trả tiền. Hiện giờ yên ổn nhiều rồi. Số tiền thứ hai cuối tháng phải bắt đầu trả. Bao nhiêu tiền? 90.000. Còn nhiều hơn lần trước. Vậy giờ cậu có bao nhiêu? 200 tệ. Mình dẫn cậu đi gặp Dương Kha. Nếu mình không tới công ty mới của anh ta, mình giới thiệu người ưu tú hơn mình tới, chắc anh ta sẽ tha cho mình ha. Chào cô Tỏa Tỏa. Tôi đang đi ăn với lại cô Phan. Cô nói đi. Tưởng Nam Tôn hả? Sao? Nói hết rồi. Không được. Thật sự không có được. Tưởng Nam Tôn mới nhìn là biết người được nuông chiều từ nhỏ. Tôi hầu hạ đâu có nổi. Bởi vì chỗ tôi là hang sói, toàn là sói. Cô cho công chúa nhỏ tới đây không ăn được cơm, sao cùng còn suy sụp tinh thần nữa. Học thiết kế hả? Tôi thiếu người thiết kế. Sao tôi thiếu thiết kế hả? Tôi thiếu người kiếm tiền cho tôi. Cô khác, lúc gặp cô tôi biết cô không phải là người thường rồi. Cô thuộc về cái dạng kiểu mặt dày mày dạn, miệng rộng ăn được hết. Ý tôi là vậy đó. Như vậy đi, cô đưa Tưởng Nam Tôn đi gặp Diệp Cẩn Ngôn. Tôi cảm thấy Diệp Cẩn Ngôn sẽ thích kiểu như cô ấy. À, thử coi sao. Hả? Này chừng nào cô qua đây. À, cúp rồi. Cô ấy muốn giới thiệu người bạn thân qua đây, tốt nghiệp thiết kế, người mà giáo sư Đổng cũng muốn giành lấy. Em xem anh tuyển cô ấy làm gì. Có người thích tốt nghiệp trường danh tiếng, được thầy giỏi dẫn dắt, có tư tưởng sáng tạo. Nhưng mà anh thích sinh viên cao đẳng mới tốt nghiệp, sắp không có cơm để ăn kìa. Biết vẽ là được rồi, cần gì sáng tạo, đâu có thời gian. Kinh tế thực dụng phát triển nhanh, mô hình có sẵn, cứ lấy mà xài. Loại như cô ấy đúng là rất thích hợp tới Tình Ngôn. Thấy chưa, cô Phan nhà chúng ta cũng nói vậy. Xin lỗi cậu, mình không ngờ anh ta sẽ phản ứng như vậy. Ấn tượng anh ấy với mình còn dừng lại ở nửa năm trước. Đó là vì nửa năm nay cậu thay đổi quá nhiều rồi. Hôm nay cậu gặp anh ấy sao? Ừ. Cậu giúp mình hẹn anh ấy, mình muốn nói chuyện thẳng với anh ấy. Thôi bỏ đi, anh ta thật sự quá thô lỗ. Mấy người ở trong sổ mình còn thô lỗ hơn anh ấy nhiều. Được rồi. Rồi, lên xe. Sao nữa vậy? Tôi chưa nghĩ xong muốn tới chỗ anh không. Không tới công ty dẫn cô đi chơi có được không? Ha, nhanh, lên xe. Đi đâu chơi? Lên xe nhanh đi. Bảo vệ nói tôi chỉ được đậu xe 10 phút thôi. Ha. Nhưng mà đi đâu chứ? Cứ kệ đi, cô lên xe, lên xe. Ha. Hết nha. Cô coi đi, tôi đem theo để cho cô coi mà. Cô coi trước, làm quen trước. Cô biết đó, không có cô tôi không có ổn đâu. Rốt cuộc anh muốn đưa tôi đi đâu? Anh đừng có chở tôi tới dự án gì đó để tôi biết được bí mật thương nghiệp thì không tốt. Đâu có bí mật thương nghiệp gì. Mà cũng lạ ghê, sao với cô tôi lại không có bí mật gì hết.
Anh đừng có tin tưởng tôi như vậy. Tôi đã tin tưởng cô tới như vậy rồi. Cô không qua làm thì có hợp lý hay không? Nhưng mà anh đâu có bán nhà nữa. Anh kêu tôi qua làm cái gì? Thì cô làm trợ lý của tôi. Trợ lý tổng giám đốc dưới một người mà trên vạn người. Cứ tự tin lên một chút, tôi nhìn người sẽ không sai đâu. Bán nhà mà bán giỏi á, chuyện khác vẫn làm giỏi y vậy. Anh đừng có đề cao tôi quá, anh cũng đừng ép tôi. Tôi phải suy nghĩ cẩn thận. Con người của cô không có hợp suy nghĩ, cô chỉ hợp với hành động thôi. Tương lai tươi sáng đã bày ra trước mặt cô rồi. Không có môi trường nào thích hợp với cô hơn chỗ của tôi. Mà cũng không có ông chủ nào tốt với cô hơn tôi. Còn nghĩ gì nữa, bán nhà cả đời hay sao? Lần này chúng ta sẽ làm vụ này nha. Tập đoàn Đại Địa Hàng Tân, lô đất số 81 thành phố. Sếp Diệp, lô đất số 81 thành phố Đại Địa Hàng Tân là cho Dương Kha thầu hết. Nằm trong dự đoán. Vậy vẫn theo kế hoạch ban đầu chứ? Tất nhiên. Nhưng mà Dương Kha chắc chắn biết là kế hoạch đó của chúng ta. Chúng ta cũng không thể vì cậu ta biết kế hoạch chúng ta mà đi sửa lại kế hoạch, đúng không? Tôi nghĩ vẫn nên chỉnh sửa một chút, dù gì chúng ta cũng đang không ở ngoài sửa. Sáng. Không sửa. Chuyện này cậu tìm Lý Ngang đi. Lý Ngang? Cậu ấy còn non quá, sẽ chơi không lại Dương Kha đâu. Cậu giúp đi. Dạ được. Các cậu sắp xếp lại tài liệu, đưa ra đề xuất với thành phố, dẫn theo Lý Ngang. Sếp Diệp à, tôi vẫn muốn nói một câu đó. Thư viện này, nếu như muốn giữ nó lại, sợ là sẽ tốn rất nhiều tiền. Hơn nữa, hiện cái thư viện này lượng người tới hàng ngày chỉ có 50 người thôi. Cho nên, chúng ta phải phát triển nó. Bây giờ 50 người không có nghĩa tương lai không thể thành 100 người, 200 người. Sếp Diệp à, anh làm cái dự án thư viện này, tôi hoàn toàn ủng hộ anh mà. Nhưng mà mặc dù tôi hiểu cái dụng ý văn hóa này của anh, đúng không? Nhưng mà tôi cảm thấy cái thư viện này hay là làm cho nó nhỏ xuống một chút, sau đó di dời nó tới khu thương mại ở phía đông. Dương Vĩnh Chính tới trình diện chưa? Anh muốn gặp cậu ấy hả? Kêu cậu ấy và Lý Ngân, chúng ta cùng nhau tới tận nơi coi sau. Dạ được. Ở đây hả? Tàu điện ngầm sẽ sớm được xây cách chỗ này 1,7 cây số, 50.000 mét vuông. Cô tưởng tượng nó hot cỡ nào hay không? Đất mà anh chấm trúng tôi còn không biết sao? Dự án tốt như vậy, lại thêm vào một đối thủ mạnh như Tinh Ngôn đây, hoàn hảo. Anh định làm gì? Sao vụ đầu tiên đã muốn mặt đối mặt đánh với Tinh Ngôn? Không có phải tôi. Người ta tìm tôi chính là vì biết chúng ta nắm rõ lối chơi của Tinh Ngôn. Đại Địa Hàng Tân đấu với Tinh Ngôn lâu nay chưa bao giờ thắng. Nếu như lần này tôi có thể giúp họ giành miếng đất này thì coi như chúng ta đi một bước là có chỗ đứng ở trong ngành. Cô thấy sao hả? Chuyện có ảnh hưởng lớn như vậy tôi không làm nổi. Cho nên là tôi sẽ dạy cô làm cách nào, cô cứ làm theo học hỏi. Cô sợ đánh tay đôi với Tinh Ngôn hay là cô sợ đắc tội Diệp Cẩn Ngôn? Không phải. Vậy thì tốt rồi, làm ăn chính là làm ăn. Tôi hiểu mà. Vậy thì còn vấn đề gì? Nếu Đại Địa Hàng Tân trước giờ chưa từng thắng Tinh Ngôn, vậy lần này tại sao anh lại tin chắc mình sẽ làm được điều đó chứ? Đại Địa Hàng Tân là một công ty cực kỳ thực dụng. Trước giờ đều yêu cầu phải cho người mua thấy được giá thành thấp, chất lượng cao, như diện tích khu vực chung nhỏ hơn, chỗ đậu xe và không gian sử dụng nhiều hơn. Còn Diệp Cẩn Ngôn thì ông ta lại thích trò cảm xúc, gì mà không gian xanh tử tưới, tiết kiệm năng lượng. Dĩ nhiên khi đối mặt với người tiêu dùng thì Đại Địa Hàng Tân rất ổn. Nhưng mà chính phủ lại thấy Tinh Ngôn sẽ khiến dự án nhìn phong cách hơn, thậm chí sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ khu vực xung quanh. Cô và tôi quá quen thuộc với mấy chiêu này của lão Diệp, sao không thắng được chứ? Đi, tôi dẫn cô tới một chỗ. Thư viện thị trấn thành phố. Ở đây sao lại có thư viện? Tôi xin lỗi. Điểm đặc biệt của thư viện này là hết lòng đem tới sự phục vụ chất lượng cao cho đông đảo các độc giả lớn tuổi.
để bạn cảm thấy thư viện chính là nhà mình. Thư viện này rất cũ rồi phải không? Sản phẩm của thập niên 80, và lượng người tới đây mỗi ngày chưa tới 50 người, lãng phí vô cùng. Sao vậy? Tôi nghe nói là trong phương án của Tinh Ngôn là muốn giữ lại thư viện này. Tại sao chứ? Vẫn là cái cảm xúc đó. Cảm xúc là bản hiệu của Tinh Ngôn, nhưng tôi nghĩ cảm xúc và thực dụng phải phân nặng nhẹ. Không phải bất kỳ chỗ nào cũng thích hợp đặt một cái thư viện hay là một viện bảo tàng. Nên phương án của anh là phá vỡ chỗ này? Tất nhiên rồi. Sau này chúng ta sẽ có thêm nhà trẻ nữa. Giáo dục cho trẻ trước tuổi, đó mới là những công trình có tính thiết thực cao, còn được cho thuê, có lợi ích kinh tế, tiện cả đôi đường. Làm kế hoạch, làm thiết kế anh nên để Nam Tôn làm. Cậu ấy giỏi hơn tôi nhiều, tôi chỉ có cái miệng với khuôn mặt để giành thiên hạ, cậu ấy mới là chuyên nghiệp. Thứ tôi cần là cái miệng và khuôn mặt giành thiên hạ này của cô. Cô không cảm thấy người chị em của cô không hợp lắm với khí chất này của tôi hay sao? Tôi hứa với anh là tôi sẽ suy nghĩ, anh cũng hứa với tôi sẽ suy nghĩ lại, có được không? Nè, không phải chứ, cô còn suy nghĩ cái gì nữa hả? Muốn chị em cô tới đây làm cũng được. Cô gửi lý lịch cho tôi, mai kêu cô ấy tới văn phòng đích thân tôi phỏng vấn. Và cô nữa. Tôi không giống anh phong thái mạnh mẽ, quyết chí quả đoán. Tôi ngốc lắm nên tôi cần suy nghĩ kỹ chứ. Tôi mặc kệ, 9 giờ sáng mai hai cô cùng tới. Cô thì tới nhậm chức, cô ấy phỏng vấn, nếu được thì tôi cho cô ấy vào làm luôn. Chỗ của tôi không cần thử việc, nhân viên mới nhận lương chính thức, được chưa? Sao anh cứ nhắm vào tôi hoài vậy? Vậy sao cô cứ đẩy chị em cô cho tôi chứ? Anh rộng lượng mà, tôi chưa bao giờ gặp người chủ nào rộng lượng hơn anh. Nam tôi bây giờ đang rất cần tiền. Hơn nữa giữa Tinh Ngôn và chỗ anh, tôi muốn cô ấy làm cho anh. Để suy nghĩ. Ê, thư viện, chuyện này là sao? Chút nữa anh sẽ biết. Tôi là người ở đây, từ nhỏ đã lớn lên ở đây. Hả? À, ý tôi là thư viện này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Từ nhỏ tôi cũng không biết tại sao thời đó chỗ này lại có một thư viện như vậy. Nhưng sếp Diệp của tôi vẫn cảm thấy chỗ này là chỗ rộng rãi phồn vinh nhất của khu thành phố. Ở đây lại có một